Salut chers amis, chào mừng các bạn đến kênh Từ học tiếng Pháp cùng Tuyên. Tiếp tục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về l'impératif, câu mệnh lệnh đối với động từ être, avoir, savoir và vouloir. Đây là các động từ gọi là impératif irrégulier, tức là bất quy tắc, nó không theo quy tắc ha. Đây thì chúng ta có động từ đầu tiên, đó là động từ être. Thì đối với chủ từ tu, ha, nous và vous thì chúng ta có là soit, trường hợp với lại là tu, soyons, đối lại nous, và soyez, đối với lại là vous. Ở đây thì các bạn đã biết rồi, tức là hãy làm cái điều gì đấy. Cái từ động từ être ở đây, ví dụ như là soit heureux, hãy vui mừng lên, chẳng hạn. Thì mà chúng ta có từ soit, chúng ta kèm theo sau đó là một cái tính từ. Hãy như thế nào, ví dụ như là hãy vui lên, hãy buồn đi, nói chung là tình trạng của mình ha, tình trạng của mình, cảm xúc của mình thì chúng ta có thể sử dụng là être. Ta có phủ định là ne sois pas, ne soyons pas và ne soyez pas, phù hợp với lại chủ từ tu, nous và vous. Tiếp tục chúng ta có động từ avoir. Đây là một dạng động từ khá là thú vị đấy, đối với imperative nó cũng lạ ha. Nó khác với các thể loại thì mà chúng ta đã chia ở trước, raison, imparfait hay là các thể loại gì đó. Nhưng mà ở đây thì nó là ai, ayons và ayez ha. Tương tự với lại chủ từ là tu, nous và vous. Các bạn khi mà chúng ta chia với lại tu thì chúng ta không có s ở trong cái trường hợp này. Phủ định thì chúng ta thêm ne pas vào thôi. Ne pas, ne yon pas, ne yi pas, voilà, đó là đối với động từ avoir. Còn đối với động từ savoir, đây là một trường hợp đặc biệt nữa. Thì chúng ta không còn là savoir hay là savoir hay là gì đó nữa, mà chúng ta sẽ có là sache, sachant, chasser. Đó, và chúng ta thêm dấu chấm than, biết được cái điều gì đấy. Thôi biết đi, hãy biết. Hãy biết. Chú ý là đối với chủ từ tu, thường thường thì chúng ta có s ha, nhưng mà ở trong cái câu mệnh lệnh imperative thì chúng ta không có s đối với lại chủ từ tu. Thì phủ định thì chúng ta thêm ne pas vào thôi ha. Rồi đối với dạng động từ l'impérative, đối với động từ vouloir thì chúng ta chỉ có là veiller thôi ha. Nó là cái gì chúng ta cũng đọc. L'impératif du verbe vouloir est devenu une formule de politesse utilisée à la deuxième personne du pluriel vous. Có nghĩa là ở dạng câu mệnh lệnh đối với động từ vouloir, khi mà chúng ta sử dụng mệnh lệnh ở đây đó, thì nó trở nên gọi là lịch sự hơn. Nó chỉ được sử dụng ở deuxième personne du pluriel thôi. Ngôi thứ hai mà ở số nhiều, tức là các bạn đấy, hoặc là bạn mà ở gọi là polistes đó, poly đó. Thì chúng ta có ví dụ màu đen nghiêng, veuillez fermer la porte. Ở đây thì có nghĩa là vui lòng đóng cửa, thì nó là viết tắt của s'il vous plaît đó. S'il vous plaît là fermer la porte. Fermer ở đây thì người ta chia ở l'impératif. Vì ở câu thứ nhất thì người ta chia ở l'impératif đối với động từ vouloir luôn ha. Và động từ fermer thì chúng ta nguyên mẫu. Còn ở dưới thì động từ fermer chúng ta đã chia với lại chủ từ vous. Nếu giả sử mà đối với ngôi thứ hai mà ở số ít, đối với chủ từ tu thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta sử dụng làm sao? S'il te plaît. Chúng ta không có chia động từ veiller vouloir mà chúng ta sử dụng là s'il te plaît. Còn cái sử dụng vouloir thì chúng ta phù hợp với lại chủ từ vous. Một là chúng ta chia imperatif đối với lại động từ vouloir, chủ từ vous, veiller. Hai là chúng ta sử dụng s'il vous plaît đều được ha. Đó là những gì mình chia sẻ cho các bạn. Thì l'imperatif đối với động từ être, avoir, savoir và vouloir. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, abonnez-vous.